Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn cái cách để chúng ta có thể sửa gần như toàn bộ mọi lỗi trên máy tính khi mà chúng ta cài game phần mềm hay là chơi một cái tựa game gì đó mà nó bị lỗi. Giả sử như là nó lỗi như thế này hoặc là các cái dòng lỗi khác nhau. Để mà chúng ta có thể sửa được cái đầu tiên thì các bạn cần phải lên Google, các bạn tải cho mình cái bộ công cụ sửa lỗi game phần mềm. Các bạn sẽ điền là sửa lỗi game phần mềm. Trong đây thì các bạn có thể vào cái trang blog chia sẻ kiến thức này. Nó sẽ có tổng hợp cho chúng ta những cái phần mềm có 8 à có 7 cái gói phần mềm nhé. Ở đây Direct, Netfarm, Work, Microsoft, Visual CC cộng cộng. Đó. Thì các bạn có thể tải từng mục ở dưới này, có link download luôn. Hoặc là chúng ta sẽ tải cái gói chốt này là nó được tổng hợp hết về rồi. Các bạn sẽ ấn vào đây để tải về. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ giải nén nhé. Các bạn sẽ kích đúp vào, ấn vào pin rang, finish. Ok, như vậy là đã giải nén xong. Các bạn sẽ mở nó ra. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đúng cái phiên bản máy tính của bạn đang sử dụng. Ở đây thì máy của mình đang là 64 bit, thông thường thì máy của các bạn chơi game hay sử dụng 64 bit nhé, của mình là 64 bit này. Các bạn sẽ mở 64 bit ra và chúng ta cài 4 cái chương trình này ra. Còn nếu như chúng ta muốn sử dụng cả 32 bit và 64 bit thì chúng ta sẽ cài toàn bộ cái chương trình này ra nhé. Toàn bộ 7 mục này các bạn cài đặt hết ra cho mình. Ok, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ reset lại máy tính và chúng ta vào lại game xem nó có bị lỗi nha. Không các bạn. Ok, thì bây giờ mình chia sẻ đây thôi. Nếu như chúng ta có nhu cầu sửa lỗi game phần mềm, các bạn có thể liên hệ với bên mình bên sửa lỗi game phần mềm với giá cả hợp lý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau.